Chào bạn, dạo này mình có bận học một ngôn ngữ lập trình mới, đó là ngôn ngữ C thăng, với mong muốn có thể tạo ra những game với đồ họa tuyệt vời hơn, những game hay hơn, nên không có thời gian để làm những cái graphic game bên DevC cộng cộng nữa. Nhưng mình làm suốt bên C thăng thì cũng cảm thấy chán nên mình đã quyết định nghịch làm một game bên C cộng cộng để thư giãn. Có lẽ các bạn đều biết rõ về những khối RuBiK, nếu mà trong thời gian rảnh mà các bạn ngồi xoay RuBiK cũng cảm thấy khá là thú vị. Ban đầu thì khối RuBiK sẽ được xáo trộn một cách lung tung. Sau đó nhiệm vụ các bạn là phải tìm cách xoay RuBiK sao cho các mặt của các cái khối RuBiK nó sẽ có màu giống nhau. Ở trong trò chơi của tôi thì cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nó là RuBiK 2D. Có lẽ chúng ta sẽ cùng vào game để hiểu rõ hơn về trò chơi này. Ở đây có 3 mức độ để các bạn lựa chọn. Đó là như kích thước của RuBiK là 3x3, 4x4 và 5x5. Tôi sẽ chơi thử 4x4 trước. Chơi mức độ dễ để hiểu, để dễ dàng hiểu hơn trò chơi này. Ban đầu thì các bạn sẽ có một cái RuBiK được đảo một cái lộn xộn, và nhiệm vụ của bạn phải tìm cách đưa cái RuBiK này sao cho nó trở về giống như cái RuBiK bên này. Các bạn có thể sử dụng chuột, bấm đi chuột sau đó di chuyển sang phải sang trái hoặc là lên trên xuống dưới để di chuyển cái RuBiK. Chẳng như đây, tôi sẽ di chuyển từ cái này sang phải, đây sang phải hoặc sang trái, lên trên hoặc xuống dưới, tương tự vậy. Bạn phải tìm cách đưa cái RuBiK này trở nên giống cái RuBiK này. Có lẽ khi chơi cái RuBiK kia cũng vậy. Ban đầu thì có lẽ chúng ta sẽ làm theo tuần tự trước. Có thể là các bạn có thể nghĩ ra những cái cách mà dễ mà có thể là nhanh hơn để giải mã cái RuBiK nhanh hơn. Tuy nhiên ban đầu có lẽ chúng ta nên giải mã tuần tự trước. Chẳng như tôi sẽ lắp từ bên trái qua phải. Đầu tiên chúng ta lắp từ bên trái trước, chẳng như đây. Ở đây đã ba màu đã giống đây rồi nên tôi sẽ đưa cái màu tím vào chỗ này. Đây, mình sẽ lấy từ màu tím từ đây, sau đó đưa sang đây. Tiếp sau hàng 1 rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến hàng 2. Đây. Màu này đúng rồi, màu này đúng rồi. Mình phải đưa cái màu này vào đây. À, thực ra không cần như vậy. Đưa vào đây, được rồi. Tiếp tục đưa màu xanh vào đây. Vì chọn mức độ dễ nên cũng có khá ít màu, thế nên cũng khá đơn giản. Rồi, chiến thắng rồi. Khá là dễ. Nhưng có thể các bạn sau khi đã chơi được những cái bàn đơn giản rồi có thể chơi mức độ 5x5 và mức độ vừa để khó khăn hơn một chút. Chúng ta chơi thử một lần mức độ vừa xem. Ở mức độ vừa thì số màu có thể lên tới 9 màu nên nó phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên thì các bạn có thể làm tuần tự, nhưng cứ lắp từ trái qua phải thì nó cũng có thể là không khó mấy. Tôi sẽ xoay thử xem. Ở đây. Màu xanh này cho vào đây. Tiếp đến chỗ này. Màu nâu cho vào đây. Màu xám cho vào đây. Ôi, không may là tôi đã gặp may nên trò chơi đã kết thúc quá nhanh. Nếu có lẽ các bạn muốn chơi game này thì các bạn có thể tải link ở phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video của mình sẽ kết thúc ở đây.